The Batman đang khuấy đảo thị trường phòng vé với một người rơi trẻ nhất, đen tối nhất, trinh thám nhất và bết bát nhất. Bạn có biết đó hoàn toàn là dụng ý ban đầu của đạo diễn Matt Reeves rằng Robert Pattinson đã phải thử tất cả những bộ đồ người rơi từng được đưa lên phim trước đây và anh chàng đã lấy cảm hứng luyện tập từ những diễn viên thuộc MCU không? Ngoài ra, nam diễn viên này đã phải làm những gì để trở thành tỷ phú tại Gotham? Cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé! À, video sẽ không tiết lộ những nội dung quan trọng trong The Batman đâu, nên bạn hãy cứ thoải mái xem. Chuyện là The Batman vốn là dự án của Ben Affleck nhằm mở rộng DCEU. Anh đã rục rịch viết cái bản từ năm 2015, dự định ra mắt phim sau BVS và Justice League. Tuy nhiên, cả hai phim kể trên đều nhận về quá nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, Ben còn vướng phải nhiều vấn đề cá nhân phức tạp, nên anh đã rút chân khỏi dự án, nhường vị trí đầu tàu cho Matt Reeves, nhà làm phim tài năng đứng sau những tác phẩm như Hai phần hành tinh khỉ hay Cloverfield. May thay, Matt Reeves là fan ruột của người rơi. Ngay còn bé, ông từng xem đi xem lại những tập phim do Adam West đóng chính và nảy sinh tình cảm với người hùng Gotham. Sau này, khi nhận được lời mời từ Warner Bros, Matt đã hào hứng tham gia. Tuy nhiên, vị đạo diễn không đồng tình với hướng tiếp cận của Ben Affleck. Ông cho rằng kịch bản của Ben quá giàu tính hành động và kết nối rất chặt đến DCEU với nhiều nhân vật không liên quan xuất hiện. Tôi nghĩ rằng để có thể làm một phim riêng về người rơi sau 10 năm, tôi phải đảm bảo anh ấy là trọng tâm duy nhất. Chúng tôi không thể để tâm đến những thứ khác được, Matt Reeves chia sẻ về định hướng của mình. Do đó, sau khi Ben Affleck nói lời tạm biệt, Matt Reeves quyết định không kể chuyện về nguồn gốc của Batman nữa. Thay vào đó, ông muốn khắc họa một người rơi trẻ tuổi, đầy khiếm khuyết thủa mới vào nghề. Ý tưởng phát triển Batman đến với Matt một cách rất tình cờ. Trong lúc viết kịch bản cho hồi 1, vị đạo diễn đã bật nhạc của ban nhạc rock nước tiếng Nirvana, trong đó có ca khúc Something in the Way. Như vậy, Matt quyết định sẽ sử dụng bài hát ở trong phim và người rơi của ông sẽ không phong trần hay đạo mạo như Christian Bale và Ben Affleck. Trái lại, anh ta sẽ là một kẻ bị nhấn chìm trong bi kịch, sống đời khép kín, không muốn giao du với ai, giống như Kurt Cobain vậy. Với đạo diễn Matt, khí chất của một ngôi sao nhạc rock cú lì mới hợp với một quái kiệt về đêm như Batman. Bruce Wayne này cũng phải vật lộn với ánh hào quang của người nổi tiếng, giống như giọng ca Nirvana một thời. Vậy thì với một bức chân dung ưu tú như thế, ai sẽ là người phù hợp nhất để vào vai Batman? Một số nguồn tin tiết lộ rằng Matt Reeves từng liên hệ với những Quicksilver Aaron Taylor-Johnson hay chàng thơ nước Ý Armie Hammer. Tuy nhiên, chỉ có Nicholas Holt và Robert Pattinson thật sự lọt vào mắt xanh của nhà làm phim người Mỹ. Những giám đốc tại Warner Bros. Khá ưng Nicholas Holt dù anh từng góp mặt trong phim X-Men của Marvel, đối thủ nặng ký với DC. Họ cho rằng những dị nhân không thuộc MCU, và lại, sẽ chẳng có ai nhận ra kể từng vào vai quái vật xanh LED cả. Song, với Matt Reeves, Robert Pattinson mới là mảnh ghép hoàn hảo. Vì đạo diễn đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Robert trong Good Time khi anh hóa thân thành gã trộm liều lĩnh và phức tạp. Nếu đã xem từ Batman, chắc hẳn các bạn sẽ không khó để nhận ra hình ảnh tri ân tác phẩm của anh em nhà Sáp đi. Ngoài ra, Matt Reeves cũng cho rằng Robert mang dáng dấp của Kurt Cobain. Ông từng muốn nam diễn viên tham gia đến mức đã tự hình dung một kịch bản với Robert đóng chính. Có điều, mong muốn của Matt không được dễ dàng đáp ứng đến như vậy. Sau khi ăn no gạch đá với vai diễn ma cà rồng trong loạt phim Trạng Vạn, Robert đã chuyển sang đóng những phim kinh phí thấp. Những phim này tuy không thành công tại phòng vé, nhưng lại được giới mộ điệu và khán giả tán dương. Dường như Robert có xu hướng né những phim bom tấn đến từ xưởng phim lớn. Nhưng với The Batman thì lại khác. Robert đã nhanh chóng gật đầu khi nhận được lời mời. Cũng giống như đạo diễn Matt, Robert đã dành cả tuổi thơ để xem người rơi và không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim kỵ sĩ bóng đêm nào ngoài rạp. Người đại diện của tôi thì kiểu: "Ồ, thú vị thế. Tôi tưởng anh chỉ thích đóng vai gã điên thôi." Thế là tôi đáp: "Thì người rơi điên mà." Robert kể. Dù là quán quân trong lòng Matt Reeves và có góc nhìn về Batman khá tương đồng với vị đạo diễn, nhưng Robert vẫn phải trải qua buổi thử vai khó thở theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cụ thể, Robert Pattinson và Nicholas Holt phải mặc thử tất tần tật những bộ trang phục người rơi từng xuất hiện trên màn ảnh. Được biết, điều này đã trở thành thông lệ với bất kỳ ứng cử viên nào cho vai Bruce Wayne. Bằng chứng là Christian Bale cũng đã từng khoác lên mình bộ suit của Val Kilmer trong Batman Forever trước khi hóa thân thành tỷ phú nhà Wayne. Trong buổi thử vai của Rob, đạo diễn Matt tin rằng anh chàng cũng mặc bộ trang phục của Val Kilmer, nhưng sự thật thì không hẳn là như thế. Sau khi thử tất cả bộ suit của những người tiền nhiệm, Robert nhận ra anh mặc vừa phần thân của Val Kilmer, nhưng phần đầu lại chỉ vừa với bộ của George Clooney, nên ekip đã phải đành cắt vá nhiều chút. Các bà, chuyện nào đã dừng lại ở đó? Nói là mặc vừa, nhưng Robert cũng cần đến 3 người hỗ trợ để chui vào bộ đồ. Anh cho biết mình gần như không thể di chuyển nổi trong lớp cao su dày đến hơn 10 phần, và mặc đến đâu là bộ suit rão ra đến đấy. Được biết, Rob mới chỉ quay thử có 2 đúp mà mồ hôi đã vã ra như tắm. Chưa kể bộ quần áo còn vương đầy mùi của những diễn viên tiền nhiệm. Matt Reeves kể rằng mồ hôi của Robert còn khiến phần mũ trùm bị mất form và biến dạng. Sau tất cả, những nỗ lực của Robert, của Matt và của đội ngũ hỗ trợ đã được đền đáp xứng đáng. Khi Robert được kẻ mắt, đạo diễn nhận ra đó là tất cả những gì mà ông cần. Và như vậy,
Robert Pattinson đã chính thức trở thành người tiếp theo khoác lên nhân dạng Bruce Wayne với mức thù lao là 3 triệu đô. Đây là con số khá thấp nếu so sánh với những người tiền nhiệm, khi Christian Bale từng nhận được 9 triệu đô cho màn thể hiện trong Batman Begins, còn Ben Affleck cũng bỏ túi từ 10 đến 20 triệu đô để trở thành một phần của DCEU. Dù phải nhận thù lao ít hơn, nhưng áp lực mà Robert phải đối diện không thua là mấy so với những đàn anh. Khi thông tin về vai diễn Batman được công khai, không ít người đã chĩa mũi dìu về phía Robert. Họ không chỉ đào bới thất bại của anh với Twilight, mà còn buông lời cay đắng, chẳng hạn như người rơi xứng đáng được tốt hơn. Nhưng nam tài tử đã không để miệng lưỡi thế gian đánh cùng mình. Trái lại, anh còn phản phá một cách khá là hóm hình và tinh tế. Tôi bị châm chọc ít hơn mọi khi ấy, đến mức bất ngờ luôn mà. Tôi kiểu có 70% phản ứng tiêu cực thôi á, đỉnh của job đấy chứ. Robert không chỉ được trang bị lớp giáp mang tên tự tin, mà anh còn được những người đồng nghiệp uy tín hỗ trợ. Chuyện là Robert nhận được tin thử vai người rơi trong lúc đang quay phim Tenet của Christopher Nolan, cha đẻ của bộ ba kỵ sĩ bóng đêm. Anh bèn chi chả với lão đại, đến với Matt Reeves mà lại nói là mình có việc gia đình gấp. Nhưng với tư cách một trong những người có tiếng nói nhất trong Warner Bros, Chris Nolan đâu có bị qua mặt đơn giản như vậy. Ông nói luôn, cậu đi thử vai người rơi chứ gì. Dù vậy, khi Robert thắng vai Bruce Wayne, Chris Nolan vẫn lên tiếng chúc mừng người cộng sự trẻ tuổi. Bên cạnh đó, người tiểu bối Christian Bale cũng bày tỏ sự ủng hộ tới Robert và không ngần ngại đưa ra lời khuyên. Nghe lời mấy ông phê bình làm gì, cứ biến nó thành vai diễn của mình thôi. Cậu ấy là một diễn viên xuất chúng và là một lựa chọn sáng suốt đấy. Đó chưa phải tất cả tác động của Christian Bale lên The Batman. Chúng ta sẽ còn quay lại với cựu Batman này trong phần sau của video. Còn bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu xem Robert Pattinson đã phải tập luyện như thế nào cho vai thiếu gia nhà Wayne. Trong một buổi phỏng vấn quảng bá phim, Robert cho biết anh đã nghiên cứu và đọc rất nhiều đầu truyện về người rơi, từ thời kỳ vàng của truyện tranh cho đến những ấn bản năm 2019 của Tom King. Trong đó, cả Matt Reeves và Robert đều đặc biệt quan tâm tới hai đầu truyện là The Long Halloween và Batman Year One, những nguồn cảm hứng chính cho tác phẩm năm 2022. Ngoài ra, với mong muốn mang tới một người rơi hoàn toàn khác biệt, Robert còn định thay đổi giọng nói, không sử dụng chất giọng trầm khàn thường thấy ở những bộ phim trước đây nữa. Ai cũng làm thế rồi, nên tôi định sẽ chơi khác đi một tí. Tôi sẽ nói rất thầm, Mark Hazard một thời chia sẻ. Ekip cũng đồng ý để Robert chơi lớn. Sau 2 tuần, ai cũng trầm trồ hết cả, vì chất giọng mới nghe độc ác quá. Vậy là Robert lại phải quay về với tông trầm thường thấy của Batman. I'm vengeance. Nhắc đến luyện tập, không thể bỏ qua vấn đề thể chất, bởi đó là yếu tố tiên quyết làm nên một siêu anh hùng bền bỉ trên màn ảnh, dù anh ta có tã hay có khép mình đến đâu đi chăng nữa. Đến đây, chúng ta có thêm một sự thật đáng nhớ, đó là Robert đã lấy cảm hứng luyện tập thể trạng từ những ngôi sao của MCU, mà cụ thể là tam trụ Robert Downey Jr., Chris Evans và Chris Hemsworth. Được biết, những bài tập của Robert hướng đến việc xây dựng một cơ thể dẻo dai, săn chắc. Anh phối hợp nâng tạ, sử dụng sức nặng của cơ thể và tập cả cardio. Mỗi tuần, nam diễn viên sẽ chạy bộ 4 buổi, mỗi buổi từ 4 đến 9 cây số để rèn luyện sức bền. Chưa hết, ban nam mới còn tập thể lực ngoài biển với vật nặng đi kèm nhằm gia tăng sức chịu đựng. Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng chiến đấu, Robert còn tập thêm môn nhu thuật Brazil cùng Regan Machado, huấn luyện viên từng hướng dẫn những quái thú như John Wick Keanu Reeves và Dominic Toretto Vin Diesel. Như vậy, Batman sẽ không chỉ là một thám tử đơn thuần mà còn có kỹ năng đủ sức khóa khớp mọi đối thủ. Chàng rơi còn tập thêm cả boxing, vừa để thay thế những bài tập cardio, vừa để gò cho thân trên thêm cứng rắn. Căng thẳng đúng không nào? Chính Robert cũng đã phải thừa nhận đây là chế độ luyện tập tốn sức. Nhưng anh cũng cho biết rằng những bài tập này rất tốt cho thể hình, và nếu chịu khó qua được 6 tuần đầu tiên, mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn. Đến lúc đó, việc luyện tập sẽ trở thành thói quen, cứ bẵng đi lại thấy có lỗi. Vậy nên, cứ khi nào cảm thấy bất lực và muốn từ bỏ tập luyện, hãy nhớ đến Robert Pattinson các bạn nhé. Sau 2 tháng, biết đâu việc tập gym lại trở thành sở thích mới của bạn thì sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn có một thân hình như tả tượng thế kia thì luyện tập là không đủ. Robert còn phải trải qua chế độ dinh dưỡng rất nghiêm ngặt. Anh phải hạn chế đến tối đa những loại uống có cồn, thịt nguội và cả đồ chiên rán. Thay vào đó, Robert chủ yếu ăn ngũ cốc, bột protein hay cá ngừ đóng hộp, những món ăn tuy rất giàu chất đạm nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một miếng cá chỉ phủ mỗi lát chanh bên trên nữa đâu, tỷ phú cao có tâm sự. Sở dĩ Robert phải ép mình vào khuôn khổ đến như vậy, vừa để xứng đáng với danh xưng người bảo vệ Gotham, vừa để khoác lên mình bộ batsuit của riêng anh. Theo đạo diễn Matt Reeves, đây là bộ trang phục do chính Bruce Wayne tạo ra và nó phải giàu tính thực chiến nhất có thể. Do đó, dù nó có tổng khối lượng lên tới gần 30 cân, nhưng Robert vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái khi vận động. Anh còn có thể tha hồ nhào lộn, biểu diễn võ công trong bộ trang phục này. Có điều, bộ suit lại dễ bị cũ và mất form khá nhanh. Robert cho biết, bộ batsuit của anh mang đến cảm giác vô cùng chắp vá, như để nói lên những vật lộn và khó khăn mà Bruce Wayne đã phải trải qua trên hành trình trượng nghĩa. Được biết, trên bộ giáp còn có vết máu, vết xước do súng đạn và lấm lem nước mắt, thể hiện cho khán giả thấy việc thực thi công lý tại Gotham khó khăn đến nhường nào.
Tuy Batman của Robert Pattinson không có những trang thiết bị hiện đại, nhưng những món đồ trên cơ thể của anh đều có vai trò quan trọng, từ khẩu súng bắn bóc trên cổ tay cho đến chiếc batarang làm biểu tượng trên ngực áo. Những vật phẩm này đã mất rất nhiều thời gian để thiết kế, nhưng chúng khiến Robert luôn trầm trồ mỗi lần sử dụng và khiến cả khán giả phải nể phục trước tài ứng biến của người rơi. Chúng ta sẽ kết thúc video bằng một câu chuyện khá khôi hài các bạn nhé. Ở phần trước của video, mình có đề cập đến ảnh hưởng của Christian Bale đến người rơi mới. Chuyện là trong một sự kiện họ, Robert nhà ta đã đi vệ sinh chung với Christian. Trong lúc đang xả thác, Rob mình nghĩ chắc anh ấy muốn nói mình kiểm tra xem bộ bát suit có chỗ để đi tiểu hay không. Thế là Rob ta đến ngay bộ phận thiết kế phục trang, yêu cầu làm một miếng vá ở bộ suit giúp anh giải quyết nỗi buồn bất kỳ khi nào trong tư thế ngồi. Nếu bát suit có một chi tiết như thế thật thì người hùng Gotham chắc sẽ kém sang và kém oai đi nhiều chút đấy nhở. Và đó là những câu chuyện đằng sau quá trình trở thành người rơi của Robert Pattinson. Bạn thấy phiên bản người rơi này thế nào? Có gì vượt trội và thua kém so với phiên bản tiền nhiệm hay không? Các bạn muốn phê phim làm video giải thích The Batman trước? Và chúng mình có nên làm thêm video về chuyện hậu trường của tác phẩm này không? Hãy để lại đóng góp ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, cảm ơn bạn vì đã xem hết video này. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và phá án thành công cùng Bruce Wayne. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.